tin tích đâu mà tiền. Ừ. Bây giờ là Tú Quỷ được quá giỏi. Dạ. Tỷ phải nói là bao nhiêu năm rồi cũng đi ra vô Đà Nẵng rồi ghé Hội An rồi Dạ. cũng đã đăng lên VTV1 cái chưa hề có cuộc chia ly vì Dạ. nhiều năm rồi, thì tâm nguyện của ông già thì coi như là trước khi ông mất thì ông cũng là nó nhờ con cái mấy anh em kiếm kiếm đứa em đó. Ừ. Thì mà từ cái lúc mà coi như là vừa rồi mới đi ra Nha Trang á, là bà chị á, bà chị dâu bà mới nói bây giờ về kết nối với Tuấn Vĩ đi, là có nhiều người người ta tìm ra dữ lắm rồi, thì giống Ừ. như duyên lành mà đưa tới vậy đó. Thì bữa nay mà gặp được á, là em mình rất là mừng, thì cô trước là rất cảm ơn Tuấn Vĩ, là cái chị đa tạ liên hệ Tuấn Vĩ sao. Yeah, Tuấn Dạ Vĩ chú, giỏi. dạ không À, có gì đâu. chúc Hôm mừng. nay thì con rất là chúc mừng cho gia đình, chúc mừng cho chị Hiền, chúc Yeah. mừng cho chị Anh. Tuấn Vĩ xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay Tuấn Vĩ xin trân trọng báo đến cho cộng đồng tin vui của chú An đã tìm được em của chú sau 52 năm xa cách. Thưa quý vị, đây là một tâm nguyện rất là lớn đối với ba của chú An trước khi qua đời. Ba đã dặn dò cũng như là ba rất là khao khát kiếm được người con của ba. Đó là người em cùng cha khác mẹ với chú An. Thưa quý vị, cho dù chú lên chương trình kiếm người em tên là Lê Thị Thu Hương và cho dù đã đổi tên nhưng vẫn may mắn đã tìm được người em của chú. Giờ đây thì Tuấn Vĩ đã ghi nhận được buổi gặp gỡ. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi cũng như là chúc mừng cho gia đình đã tìm được nhau sau 52 năm. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng xem chương trình. Thưa chú An, là hôm nay Tuấn Vĩ có nhận được thông tin của một người là có báo tin chị Hiền mặc mặc áo đen đen đó, là nghi ngờ là em của chú An, và cái người ngồi kế bên là chị của chị Hiền đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Và Tuấn Vĩ cũng có cho hai chị có xem video của chú An rồi, thì hai chị cũng đang nghi ngờ và nghi vấn cao, vì vậy cho nên là con đã kết nối cho chú và chị được trò chuyện với nhau. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng tìm điểm chung ha. Nhưng mà lưu ý một cái đó là khi người này nói thì người kia cố gắng lắng nghe, đừng có chồng tiếng lên nhau rồi nghe không được nha. Dạ. Rồi. Vậy thì hai chị chào chú rồi rồi mình nói chuyện với nhau nha. Dạ. Chào ông ăn cái chị. Dạ, anh chào anh. Dạ. Chào em. Dạ. Rồi. Anh An, xin chào anh An. À, Tôi rồi với chị là bây giờ hai 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 chị đó, hai chị thấy trùng khớp ở điểm nào thì hai chị nói cho chú nghe. đúng rồi, hai chị em cùng cha, cùng mẹ khác cha. Nhưng mà khi á, bà già của tôi á, là ưng của chú Ninh á, khi mà về ở chung một nhà đó là ở ở chung một nhà trước cái đường ray xe lửa và gần có quân khu đó, là bà già bà có là với chú Ninh đó là bà có bầu Hiền đây nè, Dạ. có bầu Hiền đây nha. Cái nhà ở gần có quân khu tiếp liệu đó, trước nhà là người ta giặt ủi đó, giặt ủi đồ lính đấy nè. Rồi. Dạ, cho nên là bây giờ là Hiền đây là sinh ra, Hiền ra là năm 71. Tôi còn nhớ mang máng bà già tôi bây giờ là bà mất rồi. Bà già tôi bây giờ là bà đã mất rồi. Cho À nên thôi, là hãy chuyện cái này là bà chị là tên gì? tôi á, tôi là tên tên Huỳnh Thị Anh. À Kim Anh đúng không? Dạ anh đây đúng rồi, Kim Anh. Kim À Anh. Kim... còn một người em nữa. Là em nữa là Kim Yến. À đúng rồi đó. Dạ. Lúc mà chị Kim Anh có nhớ là cái lúc mà ở Đà Nẵng ở trước đường rầy đó là trong nhà có cái tiệm bán gì không? Đó, có Bán một gì? bán nước. À rồi có cái gì nữa? Ở trong nhà thì chị trực cao, bằng bán nước, còn ở trước nhà thì có gì, chị ở lâu quá, ở đó khu vực nó là hồ
hồi đó là ở gần mấy người biệt động quân nhiều đấy, ở khu đó là biệt động quân nhiều lắm, nhưng mà cái đường ra xe lửa nó gần cái ra cái quân 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 tiếp liệu hay quân gì đấy, mà có cái đường đó là đi ra mua đồ xe rác đó. Rồi, à, chị Kim Anh có nhớ tôi không? Nhớ chứ, tôi nhớ từng cái tên của con của chú Ninh hết trơn. Tôi nhớ tên tên An, tên Thái, tên Bình. À, ai nữa? Rồi, để tôi nhớ, để tôi nói để chứ. Tên An, tên Thái, tên Bình. Còn đó là Bác Tý là anh của chú Ninh. Bác Tý á. Đúng rồi. Con của Bác Tý là tôi chỉ nhớ là một mình chị Tuyết thôi. Mình chị Tuyết của Hội An. Hôm mà mới có nha, là mới đi đi đám anh Thành đó, là em của chị Tuyết á. À, chị Tuyết là tôi chỉ nhớ con Bắc Ninh là hồi đó chị Tuyết là chỉ ở Hội An thôi. À. Nhưng khi mà bắt đầu giải phóng về là coi như là bây giờ bà đưa về hết trên quê đây á, là từ đó là thất lạc hết. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn đi tìm ba cho Hiền này, tìm ba cho Hiền, tìm anh em cho Hiền, nhưng mà thật sự ra chúng tôi không biết đường tìm. Nhưng mà tên là hồi xưa ông già ông đặt tên trong giấy da xanh á là tên Hương. Hương. Thu Hương, đúng rồi. Nhưng mà khi mà bây giờ ở ngoài nhà còn cái hình gì của bé Hiền không? Có Hiền kìa, Hiền có hình chứ. Hình mà hồi nhỏ đó. Không có, hồi nó chạy giải phóng mà chạy năm 75 là chạy bỏ mất rồi. À, chị Kim Anh nói là chính xác rồi đó. Tại vì cái năm 80 năm ông già mất tới năm 2000 lẻ mấy á, là bà già có đi với em Út đi ra Hội An. Đúng. Đi cái chỗ cũ á, chỗ Hội An gần sân bay đó. Thì mà chị Kim Anh có biết anh Ba Gà không? Biết anh Ba Gà hả? Ba Gà, anh Ba Gà ở Hội An đó. Biết anh Ba Gà. Là ông Ba Gà là cái năm 75 á, là ông đi vô ở trong này á, là có nói là còn á, mà là thím còn ở ngoài đó, rồi coi như là đến khi mà giải phóng xong á, là mới đi kinh tế mới, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là anh để cho tôi xin phép tôi nói nè, khi mà ở Đà Nẵng rồi á, là khi đó không ở đó nữa, đi về á, là ở cái nhà về Hội An ở. Về Hội An ở lại cái nhà nó gần phi trường. Đúng rồi. Gần phi trường. Bà già tôi là bác sinh cô Hiền ở cái nhà ở gần phi trường đó. Mà thím là tên gì nhớ không? Nhớ mẹ Hiền hả? À mẹ đó. Mẹ An hả? Tôi quên mẹ của anh An rồi, nhưng mà tôi nhớ tôi nhớ ba anh An. Là tên gì? Hả? Mẹ của chị Kim Anh là tên gì? Mẹ chị Kim Anh là tên Lê Thị Kiền. À, họ Lê mà tôi có nhớ họ Trương không à. Tôi nhớ tên bà Kiền thôi. À, bà Kiền. Nói, lúc mà ở Đà Nẵng á, lúc đó là tôi học mới lớp 2 à. Mới học lớp 2 à, là ở trước đường rầy nói vậy là chính xác rồi đó. Chị à. Kim Anh là tôi nhớ rồi, Kim Anh với Kim Yến là ngang ngang tuổi. Bây giờ chị Kim Anh nhiêu tuổi rồi? Thôi, năm nay 6 mấy rồi đây. Tuổi tốt mà. Đi. Tôi tức. À, tôi tức là hơn tôi 3 tuổi 66 rồi. Tôi nhớ mà, tôi nhớ tới anh An nè, tới anh Thái nè, anh Bình nè. Anh An là tên ông Lê Thương Ninh nè. Ba Lan là làm quân y nè, y sĩ nè. À, đúng rồi, nếu mà biết tên là Thái Yên là Bình là với là chị Tuyết là biết rồi. Và cái mặt của Hiền là coi như cũng giống như con Thủy á, Thủy cái mặt cũng tựa tựa vậy đó, nhưng mà mặt nó tròn hơn. Bây giờ hiện tại giờ là hai chị em ở chung hả? Không, Hiền ở trên kia kia mới keo xuống đây. À vậy nè, bây giờ hiện tại ở Quảng Nam ở đâu? Đang ở trên nhà đó, trên Ăn Châu á. À mà nhưng mà ở Quảng Nam hả? Không phải ở Quảng Nam, ở Đà Nẵng thôi. Ở Đà Nẵng. À, thành phố Đà Nẵng hả? Thành phố Đà Nẵng mà ở trên quê. Ở trong quê, ở thành phố quê mà thuộc huyện gì? Huyện Hòa Vang. À, ở Hòa Vang, quận Hòa Vang. Rồi bây giờ này, bây giờ chị Kim Anh là ghi cái số điện thoại. Bây giờ tôi đọc cái số điện thoại tôi là cho cái địa chỉ xong á là tôi sẽ đi ra. Dạ. Dạ.
em mà sẽ là có khả năng là đi. Nếu mà không rảnh thì sẽ đi đi xe hơi ra, lái xe nhà đi ra. Dạ. Còn nếu mà cho cái địa chỉ cho rõ ràng, cái số điện thoại đi, là cái số điện thoại tôi đi. Rồi, anh cho cái số điện thoại đây, rồi lấy số điện thoại mấy đứa con nghe. Của cậu An. Anh An xem mấy đứa con ngồi dựng đây anh An nè. Mấy đứa con ngồi dựng đây nè. Đây, tí một kem kìa. Đó, con ngồi dựng đó. Cậu cũng chào cậu. Hai đứa gái luôn. Hai đứa là nào lớn? Là giáo viên rồi. Giáo viên hết rồi hả? Dạ, nó đi dạy rồi. Còn có hai đứa thôi phải không? Ba đứa. À, ba đứa luôn, con trai không? Ba đứa gái không? Gái không hả? Là chồng làm gì? Chồng hiền làm gì? Dạ, chồng hiền đó là đi bảo vệ. À, làm bảo vệ hả? Bảo vệ ăn chay trường. Ăn chay trường hả? Dạ. Bây giờ là cho cái địa chỉ đi, cái xã phường gì của quận Hòa Vang. Bây giờ anh đang ghi cái số địa chỉ nè. Để sắp xếp xong là tôi với là đứa em thứ năm. Tại vì thằng Thái bây giờ đi Mỹ rồi. Dạ. Dạ, sure. Thái đi Mỹ rồi. À, cậu Bình á là mất rồi. Thái Bình. Ủa? Anh em Thái. Bình. An Thái Bình mất rồi, Bình mới mất năm ngoái. Rồi, vợ của chú Ninh nó sao đẻ mấy người nữa? Để ta đọc cho nghe nè, An nè ha. Nè. Thái nè. Thái. Bình. Yên. Yên. Tới con Thủy là đẻ trước con Hiền này là năm đó. Là lúc mà bà già ở chung nhà đó là đi sanh con Thủy đó. Nó sinh năm 70. Đó là quay mất nè, hồi đó rồi không nhớ chuyện An Thái Bình. Cái lúc mà ở chung một nhà đó là tôi còn nhớ Kim Anh với Kim Yến. Anh Ái thì cái như là ít mà không có chơi mình, tại vì mình nhỏ hơn anh Ái. À. Lúc đó là bà già mới sanh Thủy. À, sanh Thủy là mới ở chung một nhà với là Thiến đó, Thiến Kiền đó. Đúng rồi. Là lúc đó là mới bầu, mới có bầu con Hiền. À, rồi là tới sanh cái năm 71 là bà già này, là Thiếm Ninh á. À. Có lo mà nuôi nuôi bà già, nuôi là nuôi thiết đẻ, cái bác đẻ mà, bác tiền đẻ. Thì thế anh hỏi thăm nè, mẹ của anh An hồi đó tên gì vậy? Quen rồi. À, bà tên là bà Thanh. Bà Thanh hả? Thanh. Cái gì? Nguyễn Thị Thanh. Nguyễn Thị Thanh. Thanh hả? Thanh hả? Thanh. Dạ. Tôi hỏi thì nhớ nội chú Ninh thôi, chứ còn không nhớ đến tên của bà già. Rồi, chị Yến còn ở gần đâu? Đang Thái Mỹ rồi, Bình đó là cháy trời. Yến gần đó không? À, nhà Yến Kim Yến ở phía dưới kia, cũng ở chồn chồn cũng ở phía dưới á. Thái là mất rồi phải không? Không, mà anh An có tới Thái phải không? Có, nói anh Ái về, anh Ái mà anh bước. Nhưng mà anh Ái bị mất cái hồi mày mấy giải phóng về á. Anh An này, anh Ái mất ngay nhà bác Tý luôn. Nhà bác Tý. Anh Ái mất ngay đem về để ngay nhà bác Tý. Và trông anh Ái là bên chỗ bãi cát phi trường đó luôn. Sau đó giải phóng về rồi mới hốt anh Ái đem về ở trên quê này. À. Anh Ái hồi đó là... năm bảy mấy là gia đình mới dời đi khỏi đó. Dạ, giải phóng về là đi luôn. Đi luôn. Giải phóng về đi. Mới điện thoại dạ. Cho con Hiền rồi mới nói chuyện. Dạ, điện thoại cho mấy đứa con Hiền nói chuyện. Còn cái nấm lô là điện thoại với tôi, cái gì mà thắc mắc thì hỏi tôi biết hết. Thôi nói là chắc ăn rồi, bây giờ chỉ còn ví dụ như là mình đi ra tới nơi nữa là để nhìn thôi, chứ còn là chắc rồi. Thì là cái tên á là nó đổi khác đi, không có đúng theo cái cây xanh, cho nên là còn hơi bớt ngẹn 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 cái mạng con yếu rồi đó, ngẹn cái mạng hả? Mạng yếu, mạng yếu. À, mạng trong này có lúc nó mạnh lúc nó yếu. À, chập chờn.
Thôi bây giờ vậy nè, để tôi sắp xếp. Chắc có lẽ là bữa nay là mùng 3, 3, 4, 5 thì khoảng từ mùng 10 sắp lên, công việc xong, sắp xếp xong rồi tôi mới lên Sài Gòn là mới rủ anh Yên lái xe chạy ra Đà Nẵng luôn. Dạ, anh có xe thì anh chạy ra Đà Nẵng là anh điện cho anh Lợi hay là tôi dẫn lên nhà Hiền? Thì ở nhà nhà tôi cũng có xe hơi, mà lên nhà chú Yên cũng có xe hơi. Dạ. Vậy thôi bây giờ vậy nè, thôi để kết nối xong đi rồi là tôi cho số của chú Yên, kết nối luôn đi, đọc cái số chú Yên này. Đọc số Yên. Chú Yên nè, chú Yên là em chú Bình á. Dạ, chồng con cũng vậy là... quá đi. Muốn chú tìm là không, 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 một ba. Tìm đến đâu mà tìm. Bây giờ là Tú Vĩ này quá giỏi. Dạ. Tú Vĩ phải nói là bao nhiêu năm rồi cũng đi ra vô Đà Nẵng, rồi ghé Hội An, rồi dạ. Cũng đăng lên VTV1 cái chưa hề có cuộc chia ly. Dạ. Nhiều năm rồi thì tâm nguyện của ông già thì coi như là trước khi ông mất thì ông cũng là nói nhờ con cái mấy anh em kiếm đứa em. Ừ. Thì mà từ cái lúc mà coi như là vừa rồi mới đi ra Nha Trang á, là bà chị á, bà chị dâu bà mới nói bây giờ về kết nối với Tuấn Vĩ đi, là có nhiều người ta tìm ra dữ lắm rồi. Ừ. Giống như lành mà đưa tới vậy đó, thì bữa nay mà gặp được á, là em rất là mừng. Thì cô trước là rất cảm ơn Tuấn Vĩ là cái chị đa tạ liên hệ Tuấn Vĩ sao. Tuấn Vĩ giỏi. Dạ không có gì đâu, hôm nay thì con rất là chúc mừng cho gia đình, chúc mừng dạ. cho chị Hiền, chúc dạ. mừng cho chị Ánh, chúc mừng cho chú. Dạ. Dạ. Coi như bữa nay là coi như là qua cái cuộc tiếp xúc với chị Kim Anh đó, thì chị nó nhắc lại là đúng rồi. Dạ. Cái lúc mà An là nhà Bắc Túy, trong nhà Bắc Túy có ai là chị Kim Anh chị biết rồi, chị biết trong nhà chú Ninh là có An Thái Bình là đúng rồi. An Thái Bình là mẹ của anh An là tôi quen tên rồi, nhưng mà tôi vẫn nhớ hình mượn từ đó, kêu cái tên riêng của bà lắm, chỉ kêu là Thím Ninh không à. À đó là Thím Ninh, không đó kêu bà. Ninh. Hồi nó là làm bên quân y nè. Ổng là một... cái Hương á là bà già có đi vô Quảng Nam, đi vô Quảng Nam để lo là nuôi cho con bé Hương này nè, là bé Hiền nè. À, rồi tới cái năm 72 mà lúc Bắc Túy mất á, cái gia đình có đi vô là lúc đó là Thím Được á, là bà đi ra vô bà báo, bà ra báo hả? Dạ. Lúc đó đang ở cầu 2, cầu 2 Nước Ngọt ở Phú Lộc á. Là nhớ là gần bữa đó là mùng 2 Tết đúng không? Thím Được mới chạy ra báo cho ông già bà già mới vô đi đám tang, là lúc đó là trong nhà Thím còn ở đó mà. Dạ. Còn ở nhà Bắc Túy mà. Còn nhớ. Anh à, hồi đó cái nhà em ở là chỉ vô cái ngõ hẻm cái là đến nhà Bắc Túy chứ mấy ra nhà Bắc Túy. Dạ, cái trước đối diện đó mà. Nhà cái bà chi mà bả hộ sinh đấy. Đúng rồi, cái nhà Thím Được ở là tôi có lên đó mà. Nó ở phía sau đó, gần phi trường đó. Nhưng bây giờ khu đó là như là người ta đã giải tỏa hết rồi phải không? Không biết đó nàng nè, không biết từ hồi đi về đây đến giờ nó có chồng rồi thôi, cái cũng không biết gì đến thế nữa. Ủa mà đi vô Đà Nẵng và Hội An gần mà không quay lại hả? Không quay Hội An chứ, nhưng mà không vô cái chỗ mà mình ở cây Gia Càng á. Hồi đó Hội An là mình ở chỗ cây Gia Càng. Hồi đó là mình nhớ là nó chỗ cái miếu ông cọp đi ra đầu đường. Cây Gia Càng đó anh. Đó. Tôi cũng muốn đi tìm ba Hiền lâu lắm rồi, nhưng mà tôi không biết đường là tìm như thế nào, cho nên không biết chứ phải. Ông già mất mấy năm? 2023 năm rồi. Năm 2023. 23 năm rồi. Lúc đó tôi mới cất cái nhà này nè. Tôi mới cất cái nhà này được mấy tháng là ông lên, là lúc đó ông cũng yếu rồi. Là... dạ chú ơi. Dạ. con xin lỗi chú. Dạ, dạ. con xin lỗi chú với hai chị nha.
Bây giờ thế này, thấy gia đình mình kết nối được với nhau vậy là con rất là vui, con chúc mừng cho gia đình mình. Rồi bây giờ đó thì có số điện thoại của nhau cũng như là có cái nhóm Zalo này rồi. Thì chú với hai chị cứ nói chuyện với nhau trong nhóm. Con xin phép con được kết thúc cái buổi trò chuyện hôm nay về phần bên con. Con làm giải quyết công việc riêng của con chút xíu. Con chúc mừng cho gia đình mình. Rồi, cảm À, ơn Tuấn đúng Vĩ rồi, nhiều cảm nha. ơn Tuấn Vĩ. À, trước mắt cảm ơn Tuấn Vĩ, xin chào nha. Dạ, vâng. Cảm ơn. Dạ, rồi gia đình mình cứ nói chuyện Kết với thúc nhau đi. tôi kết nối Dạ. Zalo tôi gọi lại. Dạ, gia đình mình cứ nói chuyện với nhau trong nhóm này không sao cả. Rồi, nói Zalo rồi về nói chuyện nói hiền. Rồi.